Thưa quý vị, đục thủy tinh thể trước đây thường chỉ phổ biến ở độ tuổi ngoài 60, nay đã có xu hướng trẻ hóa và thậm chí có nhiều bệnh nhân mới chỉ ngoài 30 tuổi. Đục thủy tinh thể nếu không được chữa trị kịp thời có thể gây suy giảm thị lực, thậm chí là mù lòa. Bệnh nhân Nguyễn Thị Vui, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, mới 30 tuổi nhưng đã được phát hiện bị đục thủy tinh thể cả hai bên mắt, buộc phải chỉ định mổ phaco thay thủy tinh thể nhân tạo. Trước đó, bệnh nhân có sử dụng nhiều thuốc chứa corticoid để điều trị căn bệnh lupus ban đỏ. Tôi đã bị có hiện tượng là mắt mờ và nhìn không rõ ngay cả những ở khoảng cách rất là gần, cách đây khoảng 1 năm. Sau đó thì tôi có đi thăm khám bác sĩ thì bác sĩ có kết luận là tôi bị đục thủy tinh thể. Sử dụng thuốc có chứa corticoid là một trong những nguyên nhân gây đục thủy tinh thể mà bệnh nhân Vũ Văn Nghĩa cũng là một ví dụ điển hình. Tháng 7 năm ngoái tôi lên đây đã mổ một bên mắt rồi. Thế trước khi ở nhà thì là cũng không dùng các cái loại thuốc chuyên về mắt. Thế nhưng mà do cũng là uống nhiều các cái loại thuốc corticoid, thế nên là nó người ta bảo là uống thế là nó sẽ đục thủy tinh thể. Trong những năm trở lại đây, Bệnh viện Mắt Kỹ thuật Cao Hà Nội thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân trẻ dưới 40 tuổi bị đục thủy tinh thể cần phải phẫu thuật. Hầu hết các bệnh nhân đến khám khi đã ở giai đoạn muộn. Theo các bác sĩ, nhiều bệnh nhân tùy ý sử dụng corticoid cũng là một nguyên nhân gây nên căn bệnh này. Bên cạnh đó, thói quen sinh hoạt như thức khuya, sử dụng quá nhiều đồ ăn nhanh, thiết bị điện tử, tự kê đơn sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn là những nguyên nhân khiến đục thủy tinh thể đang ngày càng trẻ hóa. Môi trường sống, rõ ràng là bây giờ mình ô nhiễm môi trường rất là nhiều. Đó là tia cực tím, đó là những cái bụi mịn. Tuy nhiên là mình còn phải rất nhiều những cái công trình để mình khẳng định những cái vấn đề liên quan đến cái sự thay đổi bệnh tật. Nhưng rõ ràng là chúng ta đang ngày ngày hàng ngày phải đối diện với nó. Còn những cái bệnh mà phối hợp trong dẫn đến cái đục thủy tinh thể này, ví dụ như là bệnh hệ thống thì từ trước nay là mình vẫn có rồi. Rồi những cái vấn đề mà chấn thương. Đục thủy tinh thể, bệnh lý có diễn biến khá nhanh và gây ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống, sinh hoạt của người bệnh. Vì vậy, không chỉ phòng ngừa các nguyên nhân gây bệnh, các bác sĩ còn khuyến cáo người bệnh nên đến các cơ sở y tế ngay khi có các triệu chứng điển hình như khó chịu, mờ mắt khi ra ngoài nắng.